Hey, xin chào các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái demo làm hiệu ứng animation bằng CSS 3. Đây cũng là câu trả lời cho rất nhiều bạn đã hỏi là Suntech có đào tạo sâu về animation của CSS hay không. Và qua ví dụ này thì cũng đồng thời giúp các bạn nắm được những cái kiến thức về keyframe ở trong CSS để tạo ra những cái chuyển động làm sao cho nó mượt mà nhất. Demo này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì để làm được những cái này thì các bạn cũng phải hiểu rất là rõ về keyframe và animation ở trong CSS. Các bạn làm được cái demo này thì chứng tỏ là các bạn cũng đã có một cái kiến thức về animation trong CSS khá là tốt rồi. Đó, mình sẽ thực hiện code cái demo này từ đầu. Nên là các bạn cứ theo dõi và follow, sau đó thì hãy làm nó trên máy của mình. Thì đây là cái kết quả của cái demo này. Mình muốn show cho các bạn trước để các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ đi thực hiện code từng dòng code để có thể tạo nên được những cái chuyển động này. Thì trước khi code thì mình sẽ giải thích qua. Thì bản chất của cái chuyển động này nó là hai cái đường thẳng. Mỗi cái đường thẳng này nó sẽ song song với nhau và nó sẽ có 6 cái ô vuông cho mỗi đường thẳng. Đó, và nó chạy chéo chéo đan xen nhau như thế này sau khi chúng ta làm xong animation. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành code cho cái demo này. Đây, tôi sẽ tạo ra một cái thư mục animation 1 và tôi sẽ tạo ra trang index.html. Ok, như thường lệ thì tôi sẽ đi tạo nội dung HTML trước animation 1. Đó. Thì chúng ta sẽ đi dựng nội dung HTML trước. Thì tôi sẽ tạo ra, đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái thẻ disk lớn có ID là loading, tôi để đây. Và tôi sẽ tạo ra một cái disk tiếp theo, disk có ID tôi để là loading center. Thực ra là không cần cũng được, sau này các bạn muốn sử dụng vào mục đích khi mà gọi thì nó sẽ loading thì các bạn sẽ dùng cái này, không cần cũng được. Và trong loading center thì tôi sẽ có cái div để thể hiện cái đường thẳng ở bên tay trái, tôi sẽ để là loading center absolute thể hiện cho cái bên trái, cái đường thẳng bên trái, và một cái là đường thẳng bên phải tôi sẽ để là absolute true. Tôi sẽ viết code nó thoáng ra để các bạn có thể dễ nhìn. Ok, và trong đây tôi sẽ tạo ra 6 cái thẻ disk tương ứng với 6 cái ô vuông. Nó sẽ là object, để là object 1 đi. Object 1. Đó. Và 6 cái disk object 1 này. Ok. Tiếp theo tôi sẽ tạo ra cái object 2. Tôi sẽ chạy cái này lên thì các bạn thấy là nó sẽ như thế này, chưa có gì cả bởi vì chúng ta chưa nội dung gì. Đó, bây giờ tôi sẽ đi CSS cho nó thì tôi sẽ thực hiện CSS luôn ở trong cái file này cho các bạn dễ theo dõi, vì tạo file nó cũng hơi mất thời gian nên tôi sẽ định nghĩa luôn style vì đây là demo nên tôi sẽ làm nó cho mình luôn. Ok, thế như thường lệ chúng ta sẽ đi từ trên mà xuống và đi từ ngoài mà vào. Thế nên là chúng ta sẽ đi style cho nó từ thẻ HTML đầu tiên, chính là cái này. Với ID loading thì tôi sẽ có một cái background color, tôi sẽ để là một cái màu nhạt thôi. IA IC 2B. Đó, tiếp theo tôi để chiều cao là 100%, tôi để chiều rộng là 100%, tôi để position là fixed, và z index tôi để là 1, margin top tôi sẽ để là 0 pixel và top tôi sẽ để là 0 pixel. Sau đó tôi sẽ định nghĩa đến cái center. Với center này tôi để width sẽ là 100%, height cũng là 100%,
và position tuyệt đề là relative. Ok, chạy nó lên đã. Thì các bạn sẽ thấy nó như thế này, chưa gì cả, những cái màu của nó đã được định rồi. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến cái bên trong đầu tiên, hàng thứ nhất này, với ID này. Tôi sẽ định nghĩa position absolute left tôi để là 50%, right top tôi để là 50%, margin top tôi sẽ để là -150 pixel, và margin left để 25 pixel, chiều cao của cái này tôi đề là 300 pixel, và chiều rộng của tôi đề là 50 pixel. Chạy thử lên đó, các bạn vẫn chưa nhìn thấy gì tại vì là tôi chưa định nghĩa vào cái object, từng cái object. Tôi định nghĩa cho cái thứ hai đã, là cái này. Thì tôi định nghĩa cái thứ hai này như sau. Position tuyệt đề nó gần giống như cái thứ nhất, nó chỉ khác một chút là đây sẽ là left cũng là 50 pixel, 100 - 50, và đây sẽ là, tôi sẽ để khoảng đối nghịch lại 50 đó. Đây chứ 50, và đây tôi sẽ để giữ nguyên. Đó, ý đồ của tôi là như vậy. Được rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ định nghĩa vào cái object 1. Cái này để cái là cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy đó. Đó, object 1 này thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đặt độ rộng cho nó khoảng 18 cm thôi. Định để là 20 vuông thôi, 18, nó là hình vuông nên ở đây cũng chọn 18 pixel. Background chắc chắn rồi, màu trắng. Và tôi sẽ định nghĩa cho nó float left, margin top là 15 pixel, margin right tôi sẽ để là 15 pixel. Và tôi sẽ đi xử lý thêm một chút cho nó cái MS transform. MS transform này thì tôi sẽ để là rotate, function rotate thì tôi để là 45 AR. Và tiếp theo tôi để WebKit transform cũng bằng 45 AR, transform tôi sẽ để rotate là 45 AR, WebKit transition animation tôi sẽ để là object on một giây infinite, và animation tôi sẽ để là cho object on một giây infinite. Ok, định nghĩa ra cái đối tượng 1. Object 2 thì sao? Tôi copy đây. Đây sẽ là true. Đối với object 2 thì nó cũng gần tương tự. Tôi sẽ giữ những cái thông số này để cho nó giống nhau về mọi thứ. Đây, MS-Rotate tôi cũng sẽ để 45, WebKit tôi cũng sẽ để 45, transform rotate tôi cũng sẽ để, nhưng tôi sẽ đổi cái object đây sẽ là object true. Đó, các bạn sẽ thấy chỉ cần một chút thôi.
Đó, chúng ta đã tạo ra được hai cái đường thẳng này. Bây giờ tôi muốn đi tác động vào từng cái ô này để tạo ra cái chuyển động cho nó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái selector chọn đến từng ô cụ thể. Đầu tiên cái thứ nhất trước thì sẽ là object 1. Thì các bạn sử dụng cái selector là nth-try. Nth-try này thì tôi sẽ chọn cái cuối cùng và tôi sẽ định nghĩa WebKit Animation Delay. Delay thì để là 0.6 giây. Tiếp theo Animation Delay tôi sẽ để là 0.6 giây. Tiếp theo cho lần lượt cho những cái chúng ta sẽ phải đi thay đổi. 5 này tôi sẽ để là delay 5, 0.5. 4 thì sao? 4 sẽ là delay 0.4. Lồi dần như vậy. Các bạn nhớ như này đến lúc làm theo cho nó nhanh. 3 thì delay 0.3. Đó. Và 2 thì cũng tương tự. Đối với vị trí thứ 2 tôi sẽ delay 0.2. Và vị trí thứ nhất, vị trí thứ nhất thì thôi, bởi vì sao, đến cái thứ hai thì lại bắt đầu về 1, lại next kiểu như vậy. Ok, tiếp theo tôi định nghĩa cho thằng true. Đối với cái true thứ 9 thì tôi sẽ định nghĩa là delay 0.9. Tiếp theo cho cái thứ 8 sẽ là 8. Tiếp theo cho cái thứ 7 tương tự không, lùi mà 7, chậm dần đó, 7 6. Cái thứ 6 thì nó sẽ là 6. Cái thứ 5 thì... cái thứ 4 0.4. Cái thứ 3 0.3. Và tôi đến cái thứ 2 Ok, không cần định nghĩa cho cái thứ 1 nữa. Chạy đến đấy là xong rồi. Chưa chuyển động gì, tất nhiên rồi. Chúng ta cần phải sử dụng keyframe nữa thì chúng ta mới làm được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi đến cái keyframe 1 trước. Thì cách viết của nó là a.webkit trừ keyframe. Đó, cho cái object 1. Thì tôi định nghĩa như sau, 50% sẽ là m-ms transform. Tôi sẽ để là translate. Với function translate tôi sẽ truyền vào 100 pixel 0. Tiếp theo cũng là 100 pixel 0 nhưng sẽ là WebKit transform. Và cuối cùng transform translate tôi sẽ để 100 0. Translate viết này nó cứ nhàm chán kiểu gì ạ. Thì thôi cứ demo với bạn. Tiếp theo với vẫn cái key 50% đấy, tôi sẽ có phần hình ảnh, không phải là các ký tự các bạn nhé, cầm keyframe này tương tự
nó vẫn tác động đối tượng on đấy. Tôi sẽ để như này. Ok, tôi nghĩ là ổn đấy. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa đến thần true, cũng web quick của thần true. True. Với thần true này tôi cũng để tương tự, không thay đổi gì cả. Và keyframe của thần true cũng tương tự như vậy. Bây giờ tôi sẽ chạy nó lên. Chúng ta đã điều chỉnh lại xem nào. Có vẻ hơi sai sai ở đâu ạ? Có vẻ hơi sai. Nó hơi bị dính vào nhau một chút. Đó, dính vào nhau so với cái demo ban đầu. Thì cái này là do thông số của chúng ta đó. Chúng ta thay đổi những cái thông số thôi thì nó sẽ tách biệt ra. Nhưng đây, về cơ bản là để tạo ra cái chuyển động thì cái các bạn cần nhớ nó là cái này. Chú ý nó là cái này. Đó, cộng với những cái animation cũng như là cái transform của bạn đã định tách cho những cái đối tượng này. Đó. Ok, tôi sẽ không sửa nữa. Cứ để tạm như này đi. Giống con rắn đang bò lên đó nhỉ. Khá là muộn rồi nên là mình sẽ dừng lại video này đây. Thì đây các bạn có thể xem nó và làm lại từng bước. Giống như cái video này, các bạn sẽ tạo ra được những cái chuyển động này. Các bạn có thể thay đổi những thông số để có một cái chuyển động nó lệch đi một chút, khác đi một chút.